Vâng, rất vui được gặp quý vị và anh em trong video ngày hôm nay. Vâng, hôm nay bên em lại mới về những đôi loa siêu chép Pioneer. Những đôi loa siêu chép Pioneer đây là dòng bãi Nhật, hàng xách tay, rất là chuẩn cho các bác bao zin. Vâng, đặc biệt ở cái dòng chép này là mỗi lần bên em về là rất là nhanh hết. Vì sao? Vâng, vì cái dòng chép này thứ nhất nó là hàng bãi chuẩn, thứ hai là cái dòng là chống cháy tuyệt đối. Bên em về mỗi lần 5-6 đôi thì thật sự là mỗi lần về là hết ngay các bác. Đây thì em vừa về xong thì bên em quay luôn giới thiệu đến các bác. Các bác là một sở hữu đôi loa siêu chép Pioneer mà được thiết kế tinh xảo như thế này thì các bác hãy comment số điện thoại dưới video thì bên em sẽ cập nhật tin tức và bên em sẽ gọi điện tư vấn ạ. Vâng, với cái những cái siêu chép Pioneer như thế này thì rất dễ phối ghép với những âm ly hay là những cục đẩy công suất dù yếu hay khỏe. Đều kết nối được vì nó được thiết kế chống cháy, vì thế các bác yên tâm hỗ trợ cho những bộ dàn có những đôi loa hay chế chép thì các bác có thể kết nối những đôi loa siêu chép Pioneer này ở bên ngoài để hỗ trợ cho cái giải thanh âm cao được tái tạo tốt. Vâng, về hình thức thì rất là đẹp các bác nhé. Đây là model là X200. Mỗi lần về thì được có vài đôi thôi các bác. Vâng. Sản phẩm này thì bên em giới thiệu khá là chi tiết. Vâng, thì bây giờ em và các bác cùng đi trải nghiệm một đoạn nhạc được tái tạo bởi đôi loa siêu chép Pioneer. Vâng, giải thanh âm cao cho những đôi dàn mà karaoke còn thiếu. Vâng, chúng ta cùng đi trải nghiệm. Vâng, thì đó là nhạc đang được hỗ trợ là siêu chép Pioneer. Vâng, thì em sẽ ngắt kết nối dây tín hiệu để chúng ta so sánh nhé. Vâng, em đã ngắt kết nối. Dạ vâng, các bác thấy không ạ? So sánh sự khác biệt. Vâng, em đang kết nối với đôi loa Kenwood BASS 25. Mặc dù đôi loa Kenwood này nó có một loa siêu chép rất là tốt rồi, nhưng để nó nghe đầy đủ giải hơn thì các bác nên thêm một đôi loa siêu chép để hỗ trợ. Vâng, thì đó là sự khác biệt. Vâng, bây giờ em lại kết nối lại cho để các bác cùng trải nghiệm. Vâng, đó là sự so sánh thực tế luôn cho các bác. Vâng, được thiết kế đây các bác vừa trải nghiệm xong đấy ạ. Vâng, được thiết kế rất là bắt mắt, nó tinh xảo từng đường nét luôn, và được thiết kế bằng gỗ thông già và mặt bằng nhôm nguyên khối rất là sang, và phía trong đây được mạ chrome và có hình đầu đạn. Phía trong đây nhìn rất là đầu gấu. Vâng, nói chung là rất dễ phối ghép các bác nhé. Vâng, chúng ta lại đi trải nghiệm một lần nữa cái tiếng siêu chép Pioneer.
Vâng, thì tuần đó thời gian các bác cũng trải nghiệm được phần nào đôi nào thu xếp. Còn các bác sở hữu nghe ở ngoài còn hay hơn nhiều các bạn. Về bên em đây chỉ là thu điện bằng điện thoại thôi, chứ không dùng kỹ xảo gì cả. Các bác yên tâm, khi các bác sở hữu các bác rất hài lòng về đôi loa thu xếp Pioneer này ạ. Vâng, bên em về bán cho các bác khách và các bác nhắn tin phản hồi rất là tốt. Và các bác nào muốn sở hữu các bác hãy nhanh tay comment cho mình nhé. Sở hữu một đôi loa thu xếp Pioneer hàng bãi Nhật. Vâng, sau đây xin phép được dừng video ạ. Vâng, hẹn tất cả các bác vào các video tiếp theo. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.